TB Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Như vậy tức là nếu mà chị Linh mà đầu tư vào công ty em là em sẽ bị nuốt chửng đó. 11 năm nay thời gian của anh là chỉ dành cho startup, không còn công ty nào khác. Thực ra thì có 3 start đã được offer thì anh Dũng thì có 11 năm kinh nghiệm. Yeah. Chị Linh thì có chồng làm CMO, anh thì có một cái tệp khách hàng vô cùng lớn. Yeah. Nhưng còn 2 start nữa là chả có gì ngoài tiền, em nên hỏi ý kiến của họ. Và nếu mà em thất bại thì em phải về làm thuê cho anh Phú. Em có coi nhiều rồi nhưng mà em nhất định nếu mà anh Phú nói câu đó là em không chịu. Chính thế anh từ nãy giờ anh chưa dám nói. TB Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lớn nhất là những chi phí để mà recruit người học ấy rất là tốn kém. Cái câu chuyện tuyển sinh ấy là một bài toán không hề đơn giản. Thì có một cách đó là để chi phí lợi nhuận, nếu em đi thuê thôi nha, chứ em không đầu tư nha, em chỉ đi thuê thì chỉ cần một ngày em có 4 lớp, em đã có lợi nhuận 10 triệu tháng.